Xin chào tất cả các bạn, trước mặt tôi đây là hai phiên bản xe đạp gấp Dahon, một thương hiệu đến từ Mỹ và rất nổi tiếng trên thế giới. Bên tay phải tôi đây là chiếc Dahon Launch D8, bên tay trái tôi đây là chiếc Dahon Quick D3. Chúng ta hãy cùng xem những chiếc xe đạp gấp này có gì đặc biệt so với những chiếc xe đạp trên thị trường hiện nay. Chúng ta đã biết xe đạp trên thị trường hiện nay về tốc độ, thì chiếc xe đạp gấp này đảm bảo cho các bạn được tốc độ. Ví dụ như chiếc xe đạp Launch D8, chúng ta thấy đều có thắng đĩa 8 speed và thiết kế bánh nhỏ gọn để chúng ta đạt được cái tốc độ chúng ta mong muốn. Thứ hai, bên cạnh tôi đây, nếu ai yêu thích những phiên bản nhỏ gọn có thể để gọn trên chiếc xe hơi của chúng ta thì chiếc xe đạp gấp Dahon Quick D3 hoàn toàn là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho các bạn. Một số câu hỏi chúng tôi thường gặp và đặc biệt là một câu hỏi mà nhiều tất cả khách hàng đều hỏi, đó là nguồn gốc xuất xứ của xe, đó là mối quan tâm của các quý khách hàng. Chúng tôi sẽ đưa thông tin cho quý vị tất cả những xe đạp gấp chính hãng ở tại thị trường Việt Nam của chúng tôi. Trên thùng xe đều có mã QR và mã vạch. Khách hàng hoàn toàn có thể kiểm tra được xuất xứ và nguồn gốc chính hãng của xe. Khi kiểm tra mã QR sẽ link trực tiếp với dahon.com và chỉ có duy nhất một nhà phân phối ở tại Việt Nam, đó là bên chúng tôi phân phối nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng.